mua dâu ở chợ Đà Lạt và cái kết bất ngờ. Đính chính lại lần nữa là tôi đi mua dâu chỉ để ăn thôi mọi người nè. Tôi mua 2kg cho hai cô khác nhau. Tại vì một cô bán 50, một cô bán 70, sợ hai cô cãi lộn nên tôi mua luôn hai cô. Và khi về nhà tôi bất ngờ cho đến ngã ngửa. Tôi không tin được là cái hộp dâu này nó dập hết luôn mọi người. Hộp dâu là hộp dâu này là hộp dâu 50, trái nó sẽ nhỏ hộp dâu 70 xíu. Mọi người coi đi, tất cả các trái dâu nó đều dập như vậy hết nè mọi người. Hộp này có giá là 50 cành một ký. Đến cái mức tôi lựa một xíu thôi nha mà cái tay tôi nó hôi luôn á. Và đây hộp dâu này là 70.000 nè. Thoạt nhìn bên ngoài mọi người thấy nó sẽ đẹp và cái trái nó to đúng không, nhưng mà không đâu nha mọi người. Cái mặt đẹp á thì được để lên trên, còn cái mặt bị dập, bị hư, bị thúi nó sẽ được úp lại nha. Trời ơi tôi không hiểu được luôn á. Cái hộp này là 70 cành một ký nè mọi người, mỗi trái nó đều to mà nào trái nào nó cũng đều dập hết nha mọi người. Và cái hộp này tôi ăn được đúng 5 trái và còn lại là dập hết. Cái hộp nhỏ 50 cành một ký hồi nãy á ăn còn được vài 30 trái, còn cái hộp 70 cành này là không ăn được một trái nào luôn. Cái hộp dâu to 70 cành này nè mọi người được sắp rất là đẹp và rất là đều luôn, nhìn kiểu như là mình muốn mua liền bởi vì cái trái dâu nhìn nó tươi nha, nhưng ai nào ngờ mở lên cái là dập sạch. Ban đầu tính mua để ăn liền nên là đây là tôi đang ở Đà Lạt và đang khui cái hộp dâu này tại Đà Lạt. Đây là lượng dâu mà tôi bỏ nè, bên tay phải là hộp dâu 50 cành một ký, còn bên tay trái là hộp dâu 70 cành một ký. Và nếu như mọi người nói tôi mê dâu rẻ thì không phải đâu nha, mùa này dâu nó có giá nhiêu đó luôn đó mọi người. Cái hộp này là 70.000 một ký nè, không hư một trái. Mùa này là dâu nó sẽ rẻ nha mọi người, nên là các bạn nhớ lựa chỗ kỹ để mua nha nè. Cái hộp dâu của người ta một ký ăn như vậy nó mới đã chứ, trời đất ơi, không hư một cái trái nào luôn. Nhưng mà dâu của mọi người một trái bị hư thôi là nguyên hộp bị hư nha. Mà thiệt sự là tôi không có ý định đập đổ chén cơm của mấy cô đâu, nhưng mà mấy cô bán cái trái dâu như vậy là không thể chấp nhận được.